Em kỹ cái cây si này tí xem nào. Si bút đỏ. Mày nhá. Trắng thân này là đỏ rồi. Đấy, đổ. Như nó bé con nó nhỏ nhỏ. Tay cành thì nó còn là thời gian nữa nhưng mà được, chưa được. Cây của anh Trương nhá. Công nghệ cao. Anh nhấp chữ bằng lái xe, đăng ký xe. Một thời gian nữa cho số này nó to lắm. Ở miền Nam chúng ta. Cái si giá hợp lý đấy. Lục vừng này thì chắc hơi cao nhỉ? 6 triệu. Anh ơi, nó liền chậu đây, dễ anh nhìn ở bên dưới. Làm trong bên trong chậu nó mới săn, nó mới đẹp. Nhưng làm mà rất nhiều đó, nghe to. Nó muốn nó nứt chậu để cho cái chậu đất ở dưới. Anh ơi, nếu anh muốn nó hoàn thiện luôn đấy, cắt cái đẹp, nó chỉ chỗ này xong đẹp. Nó gọn tay. Em này muốn nuôi lâu lấy nhiều tiền lên đi nữa, em nuôi em kéo vào đây nó thành ôm chậu kéo bằng quanh tay này. Các bạn đây, cắt đây, nếu đã cắt thì cắt phát này luôn là xong luôn rồi. Và nhưng mà em thì muốn nuôi là vào đây, em muốn co nguyên cái đường nó vào đây. Ôm chậu này. Đồ ôm chậu. Đấy. Ừ. Nghệ sĩ này là không kia không ấy rồi. Anh em không làm hôm trưa của em thì anh đi đi em con gái đẹp gửi cho anh nào phát đã rồi bắt đầu nhìn thấy chồng sướng ghê. Mấy cái nhà dịch vụ ở đây đẹp này, để em xem cái bể này xem nào. Loại giao dịch trong đây thì trong đây thì cái ngâu á ở trong Sài Gòn hắn có văn phòng mà này. Đốc có lồng đẹp hay đấy nhỉ. Về hay quá. Ra anh này anh chờ gặp anh đến đổi vé tay băng được ra gặp anh rồi ra đây. Lấy cây trực tiếp đây chứ không phải mang về văn phòng chỗ đằng chỗ Hồ Kiếm cái gì. Tên là Phúc đúng không? Không. Tên là gì? Quên cái gì nhỉ? Hải hay là Phúc? Không phải Hải, không phải Phúc. Cái gì? Đấy, kiểu mấy ông Sài Gòn nó thích Nam. À Nam. Nam. Qua đây đã đẹp. Đẹp. Ra đây tay nào đón cho đây xong đi anh Quân đi mua chậu. Đẹp. Hay đấy. Mấy bố Sài Gòn máu lắm. Cái đấy đẹp không? Cái đấy em thấy đẹp. Anh Diệp. Về cho cái chậu khác đẹp luôn. Cái này đặt đây này. Đẹp không? Trước cái chậu thì nó vô đi giờ để ở đây nó chơi. Các phòng rất chơi. Hay nhỉ. Đồ của nhà có sẵn để đấy. Nó mới nổi cái đá này, nó mới có ý nghĩa, còn trước tủ xe nào mất gì. 13. Vâng, 13 triệu. 13 triệu. Năm điền. Năm điền. 13 triệu. 13 triệu. Quần áo này không hề sửa gì đâu. Quần áo này không hề sửa gì đâu. Vâng. Được. Bây giờ là tính là trồng luôn trên cái này gì? Để luôn thế thôi, bây giờ để nguyên thế đấy. Vì cái lượng nước này thì nó sẽ không gây thối đất. Nó cao lượng rồi. Nước bằng này không gây thối bây đất. Bây giờ bầu nó cao rồi. Thì nó cao nó nằm thế này nuôi này, còn đường bằng này nó cứ hết ngày là nó cũng hết luôn. Hay nhỉ? Để đây đẹp, nó phong cách chơi. Nó mới tôn được cái cây trước này. Đấy, nhìn cái đoạn cổ này nhìn cũng thích đấy. Cũng hay. Đây đấy. Lấy cây cái nào không? Đấy, đang thích cây bách diệp này đẹp này. Cây này trồng trong nhà cũng tốt lắm này. Không biết anh không biết có để bán đồ cái tốt, cây này chưa cây này nhiều tác dụng lắm. Làm thuốc làm thiết. Lá nó làm thuốc.
phong thủy tốt. Các bạch diệp nhìn nó. Hôm nay em bảo cái gì em tư vấn nhờ là vào chỗ quạt cái nắng bây giờ anh hỏi chỗ quạt cho. Đấy, bạch diệp. Cái dòng bạch diệp nhìn lá nó rất là thích các bạn. Nó lá nó rất là phẳng nhưng mà làm vẫn rất là đẹp. Đấy, rất hay. Bạch diệp là nhiều tác dụng lắm. Một cây phong thủy tốt. Tốt, nhìn nó rất cổ thụ. Rất cổ thụ, rất sạch sẽ. Tập vừa vừa thì con thay yêu chơi chơi. Cây đấy là nhìn nó rêu phong lên nữa thì đẹp ạ. Nó cũng nhanh rồi. Cái đĩa nó ngậm nước nhanh. Trông giờ đâu đấy, nhìn mặt này. Cái lục phần người bao tiền đấy? Của anh Hà ơi. Đây đây đây, của ông anh ông sang rồi. Người ta mua rồi, cũng à, này bán kinh nhỉ? Bán á, cái tuổi này mua em không biết đấy. Ngày trước toàn bán hoa, bây giờ lại bán cây kinh thật. Được, chú bộ hết. Cây bách diệp, cây bách diệp để chơi được. Đấy. Cây nào mà xoay lâu là cây chơi được. Tay to mà. Xoay lại thôi, cái này giờ chỉ có nhặt răng. Đi anh em lên đây. Đừng cắt đi nhé. Cắt cây bách diệp được. Cây này cũng được. Hoàn thiện, hoàn thiện. Cho cái tay này thấp cũng một tí là bông này cao hơn một chút nữa là ổn ổn thôi. Chả sao cũng phải có nhiều nhiều tí cũng ok. Nguyệt quế, nguyệt quế là nguyệt bao tiền này? Cái này 7 triệu rưỡi. Bảy triệu rưỡi. Bảy tay này hơi còn nhỏ thế nhưng mà có cốt rồi à. Có cốt rồi. Đấy, trắng thân à. Đấy, cái khí này mà giá đang rẻ. Cùng là hán, là hán quả. Hán quả. Cái này chưa có quay rồi. Đây là hán được được. Đây, cái ngâu 7 triệu vừa báo đây. Ngâu 7 triệu. Các bác xem số của anh Trương ấy nhá. Quay rất nhiều nhưng mà vẫn cố gắng quay lại để bác nào mới xem thì thích cây nào thì cứ alo nhé. Này cây cổ, bể cổ, đá cổ. À, kinh nhà do này có một điện 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 à? Điện đấy thì bao tiền? 6 triệu, à 4 triệu rưỡi. Ừ. Điện bán đi miền Nam cả kinh ấy nhỉ? Đó, bán hết luôn rồi cho miền Nam, Sài Gòn. Một kỳ bóng cho mày đây. Cái cây kia cũng của mình à? Ờ. Do này bán cây ác thế. Cây me kia thì bao nhiêu? Cây me 6 triệu rưỡi. Kinh nhỉ? Dạo này giao dịch đấy, dạo này hàng hóa kinh đấy, hóa
hàng hóa đấy. Đấy, đấy cái cây bách diệp thì thấy cái tán nó cao bằng hàng rồi. Đấy, hiểu không? Ngay để cho nghệ nhân về làm. Quay đi, quay chụp đi, mua đi. Không, không có trình độ để làm. Không trình độ thì cũng có thể quay ở đây. Có biết làm cây đâu mà mua về. Được không? Điện thật. Được. Thợ về lừa làm là bán được. Thợ thì nó ra kiểu gì cũng may cái này. Có xuống đất định thì ai bóc mặt một gốc bật hút. Có tôi nhớ đang có dọa anh. Không gửi được đi cả Việt Nam à? Đâu ở nước kia à, không bảo gửi thì cây được đi cả Việt Nam à? Đâu ông không gửi đây. Gửi đây thì không cắt cây trắng còn đây còn đọc cái xanh rồi qua dưới cả đây. Người ta mua của anh thì anh gửi vào tận trong Việt Nam à? Đâu ông gọi taxi ra miền Tây đi à, chứ vừa mình gửi cả nhà này đấy ra đây mua thì mua rồi đúng không? Mẹ hôm nay bán cây kinh anh thích cây kia, cây kia của anh xanh mới của đấy bao tiền? Đấy, cô bé me này đẹp đấy. Tiếc quá bảo là ông nào có chờ mua thì gặp mua. Chỉ mua dưới đây có để. Bảo dưới cái này nhìn chắc không đủ được. Không. Người kia có thể được không? Người thật nhìn thật ra đây nhỉ không? Ừ. Nghệ thuật đấy. Ủa anh giải em cái này đâu ok rồi, đẹp rồi, đẹp luôn, cây đẹp.